À, chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home. Thì hôm nay Smart Home xin giới thiệu với mọi người về cái bộ nháy theo nhạc. Thì ở đây mình đang có 8, 2, 4, 6, 8, 9 bộ là hàng bên mình đã làm hoàn thành. Và đây là một bộ khi mà mình bán nó sẽ có một bộ này và một luôn kèm theo này. Ở các video trước thì mình đã làm cái review của cái bộ này và nó làm theo phên. Thì hôm nay bên mình hoàn thiện rồi thì mình sẽ làm một cái video giới thiệu về nó. Thì mạch gồm có các chức năng như là điều khiển tầm độ sáng này, thay đổi độ đứng này, thay đổi chế độ cứng auto này, và cảm biến nhận biết âm thanh. Cộng với đấy là cái biết trở để thay đổi cái cường độ bắt và độ nhạy của mic. Đấy thì mình đang nói thì nó sẽ nháy theo cái cường độ của âm thanh nó bắt được đấy. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái hiệu ứng của nó khi mà có nhạc remix nhé. Đấy, thì khi có âm thanh vào thì nó sẽ thay đổi cái hiệu ứng. Đấy. Khoảng tầm 15 giây thì thay đổi hiệu ứng một lần. Mình đang để chế độ auto nên là hiệu ứng sẽ được thay đổi. Bộ này thì kích thước nó cũng chỉ hơn một găng tay thôi nhá. Đấy. Rộng. Đấy. Rồi, các bạn nào mà muốn mua hàng thì có thể liên hệ với sản phẩm Smart Home nhé. Hoặc là liên hệ với số điện thoại 0989 356 792 hoặc Zalo 0989 356 792 nhé. Đấy, đấy là số mua hàng của bên mình. Còn một số nữa là 0911 556 792 và Zalo cũng là 0911 556 792 nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của sản phẩm Smart Home.